Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn từ từng khay đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu phòng hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bà bảo 75.000 cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh. Đây ạ, 1 đến 2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhá. Đây ạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000 gồm có là 5 cây. Đây ạ, 5 cây nhá. À, combo số 1 gồm có là phi điệp năm cái phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn trên màn hình hiện đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp năm cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa năm cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? À, mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhá cả nhà nhá. Tiếp theo cây phi điệp năm cánh trắng hiển oanh viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, năm cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp năm cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp năm cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân. Gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ hòa bình. Mắt đỏ hòa bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ hòa bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhòe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Đó, với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hậu. Đó. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75 nghìn, nhưng mà khi cả nhà mua combo thì với giá là 60 nghìn thôi nhé cả nhà nhá. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Đây là phi điệp nù này, đây có bên này cũng là nù nhá. Đây này, nù này. Đó. Nù này. Có 5 loại nù thì em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng loại nù nhá, rất là đẹp luôn, thân nù mọc ú nù luôn. Đây là tín đồ dành cho anh chị em nào yêu mến những cái dòng nù này. Đẹp quá, xinh lắm. Thật sự luôn. Nù bự chà bá luôn. Và em sẽ làm combo cho cô chú chị nào dễ để chúng ta có thể sưu tầm nhá. Đấy, những cây rất là đẹp nhá. Những cây như này thì cái đợt mà tháng 3, tháng 4 đi ạ, những cây này không bao giờ giá dưới 100 luôn ạ. Toàn 101, 102 rất là xinh luôn. Đấy, cây của nó cực kỳ là đẹp. Đấy ạ. Đó. Và em hôm nay sẽ bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Combo 5 loại nù em bán là 320, 320.000. 320.000. Đầu tiên đó chính là nù tam bố với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy đã. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Tiếp theo là di linh thân nù đốt ngắn này. Đây. Cây này này. Đây các bạn nhìn thấy cây này sẽ rõ này. Do là nhà em phun nước vô trong nên nó còn là trắng trắng ở kẽ lá này. Đó. Nù 168 xinh lắm. Đây, cũng 2 3 thân. Chủ yếu là hai thân là nhiều. Nù hòa bình. Nù hòa bình nó sẽ xanh hơn so với những cái nù khác. Đó. Và đây là nù ta ly. Cũng là 2 đến 3 thân. Combo này em chỉ bán là 320.000 thôi. Rất là đẹp luôn.
Những cái bình thường, những cái chậu đẹp như này là không bao giờ dưới 100 luôn, anh chị em có thể tham khảo này. Đó, xinh lắm. Nó không to bằng ngón tay của em nhưng mà nó cũng gọi là bự chà bá rồi. Đây là so với những cái cây con bên này này, đấy, đó, nhìn thấy không ạ? Đó. Đây là cây gì đấy? Đây là cây mặt trăng tròn này. Đó. So với những cái mặt trăng tròn này. So với những cái cây phi điệp khác đây. Đó. Đây. Thân nụ rất đẹp đúng không ạ? Combo số 5, em gọi là combo số 5 nhá, 320 320 nghìn. Đấy, combo số 5 320 nghìn, anh chị em nào yêu mến combo nào thì chúng ta có thể gọi điện để đặt hàng. Gần 3.000 cây giống về thì gia đình em Thảo đã lựa ra được gần 300 cây, những cái cây phi điệp giống nó nhỏ nhỏ. Và gia đình em Thảo đã đánh dấu hết tất cả những cái dòng hoa nào và em đã xếp vào một khay rồi. Và em sẽ bán với giá rất là mềm nhá cả nhà nhá. Những cái cây cả nhà các bạn nhìn thấy, cây của nó chỉ cao khoảng tầm 2 cho đến 3 cm. Cây nó không có vấn đề gì cả, mỗi tội là nó còn hơi bé thôi. Đó, đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là em sẽ bán với giá rất là mềm luôn ạ. Em bán theo combo đi. Em sẽ gọi combo này là combo số 3 bởi vì em đã có combo số 1, số 2 rồi. Combo số 3 thì sẽ gồm có 10 loại. Ví dụ như là Di Linh Xuân thì cây của nó thắt ngọn rồi này. Di Linh Xuân với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Phi điệp Nu 68, đây mặt bông mẹ của nó cả nhà nhìn đây ạ. Đó. Phi điệp Sơn Điền Cánh Mai cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Phi điệp Lộc Bắc. Lộc Bắc cây tím là phải rồi. Phi điệp Easo, giả hạc Easo đây, một thân cao khoảng 2 đến 3 cm thôi. Phi điệp Thác Bay. Phi điệp Nù Tam Bố, nù này. Phi điệp giả hạc Đắc Lây, người đẹp Tây Nguyên đúng không ạ? Phi điệp Núi Chúa. Phi điệp Ba Bó lúc này em quay rồi đúng không ạ? Đó, gồm có 10 loại này. Em bán với giá là 300.000 một cái combo này. Gồm có 10 loại, tính ra chỉ có 30.000 một cây đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Đấy, nó chỉ là hơi bé, khoảng 2 đến 3 cm thôi. Và đây là gần có gần 300 cây thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm. Và đây những cái loại nhà em đã ghi tên hết rồi. Đây ạ. Đó. Đây. Như cây của nó chỉ cao khoảng 2 đến 3 cm thôi cả nhà nhá. Em bán là 300.000 một combo gồm có 10 loại. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm cây khoảng từ 2 đến 3 cm, cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương thôi. Trong quá trình bán hàng, gia đình em Thảo được rất nhiều cô chú anh chị hỏi về cái dòng hoa kiến lửa này. Và đây là cái dòng chơi thân cực kỳ là yêu luôn ạ, với thân đỏ tía rực rỡ luôn và dự sẽ cho chúng ta một cái mặt bông đẹp được ạ. Và cái lô tháng 3 vừa rồi em Thảo về là hết sạch xanh xanh và mãi bây giờ vẫn được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến. Và ngày hôm nay, lô ngày hôm nay em sẽ bán giá cực kỳ là mềm nhân dịp chào đón năm mới đúng không ạ, bởi vì cũng sắp đến Tết âm rồi. Mỗi một chậu cao khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Và đợt vừa rồi em Thảo bán là 75.000 một cây được ạ. Hôm nay em bán với giá cực kỳ là mềm ạ, 45.000 một cây. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm nhé. Và cái cây này khi mà ra nắng đấy ạ, càng ra nắng thì nó càng tía đấy ạ. Đó, nhìn thấy không ạ? Rất là yêu luôn. Đó, 45.000 một cây thôi ạ. Và em chỉ có 2 cây. Cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện đến để đặt hàng với gia đình em nhé. Cây rất là xinh và đây là dành cho cô chú chị nào muốn sưu tầm. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái dòng hoa này khi trưởng thành chúng ta chăm sóc tốt, nó có thể lớn bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Và cây này khi mà lá của nó trưởng thành thì thường nó xòe to hơn so với những cái lá cây phi điệp khác. Hoa của nó cánh dày dặn, hoa rất là bền. Và ngày hôm nay những cái chậu của nó cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm thôi, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và đối với những cái chậu này thì đợt tháng 4 năm vừa rồi em Thảo toàn bán dòng cây này với giá là 101 đúng không ạ? Ngày hôm nay duy nhất em bán với giá chỉ có 45.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Và số lượng thì em Thảo chỉ có 500 cây thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta còn sưu tầm. Đó, cây phi điệp lá mít, cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm, cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo 3 số điện thoại là 0965 495 087 0848 626 228 là 2 số điện thoại của em. Và đây là một số cây nó cũng đã thắt ngọn để chuẩn bị chất dinh dưỡng cho cây hoa tiếp theo rồi đấy ạ. Đó, cho cây những cái cây năm sau. Rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là xinh ạ. 45.000 một cây thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó.
Điệp Châu Như F1 là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm về để chúng ta săn bệt đúng không ạ? Và cùng một cái lô này đã được rất nhiều cô chú anh chị nở ra những cái mặt bông bệt rất là đẹp và phản hồi lại rất là thích đấy ạ. Và em có để phần ra một chú gồm có là chú ấy bảo là mua 12 chậu và em có để phần ra thì là em vẫn chưa thấy lên lấy nên là em sẽ bán ra lộc cho cô chú anh chị nào yêu mến nhé. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 thân và mỗi thân của nó cao khoảng từ 12 cho đến 20cm nhé cả nhà nhé. Gồm có hai thân, một chậu rất là đẹp này. Đó, đây. Thân của nó là thân tím luôn này, có thân tím một tí này. Đây. Đó. Bình thường mỗi một chậu em thảo bán từ 150 cho đến 170 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em bán với giá là em bán theo combo luôn nhá. Đấy, tại vì là có chú ấy bảo là lấy 3 chậu này về để trồng vào một chậu. Nó cũng rẻ nên là em sẽ bán cực kỳ là mềm với giá ra lộc là 300.000 được 3 chậu này. Được 6 thân cực kỳ là đẹp nhá. Em chỉ còn có là 4 phần nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhá. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm, đó chính là cây phi điệp hồng ngọc. Với mặt bông của nó cực kỳ là sắc sảo và được nhiều cô chú anh chị biết đến sau cuộc thi hoa lan thế giới năm 2015 ạ. Hoa của nó như cả nhà đang nhìn đã, hoa nét, bông đậm, màu không bị nhòe và với đôi mắt xước rất là xinh. Đã, cả nhà có nhìn thấy hiện tại thì cây đã thắt ngọn chuẩn bị chất dinh dưỡng cho mùa hoa và mùa thân tơ mùa tới rồi đấy ạ. Và đây là hàng sưu tầm dành cho cô chú anh chị yêu mến và cây của nó cao khoảng từ 20 cho đến 25cm, mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 đến 3cm nha, 3 thân nhá cả nhà nhá đấy ạ. 2 thân này, 3 thân, có cây còn có 4 thân ạ, rất là xinh. Đó, nếu mà cây 4 thân thì nó sẽ thấp hơn một tí. Đã. Em bán giá cực kỳ là mềm ạ, bởi vì sắp đến Tết rồi, em bán giá là 220.000. Em mua 2 chậu là 400.000 nhé cả nhà nhá. Cây xinh mà giá lại cực kỳ là đẹp luôn nè. Đó, với cái thân của nó này, thân đỏ đỏ rất là đẹp nhá. Và đã chuẩn bị cho bông mùa tới rồi. Đó, hàng sưu tầm. Săn lùng bấy lâu nay, ngày hôm nay gia đình em Thảo cũng có về thêm một lô kiều tím của Thái rất là xinh xắn và dễ thương. Hoa của nó có hương thơm dịu ngọt và hoa nở vào mùa xuân rất là xinh đúng không ạ? Và các hoa kiều ạ, nó xếp khít trên một vòi hoa và vòi hoa rũ dài xuống, rũ thòng xuống rất là quyến rũ đúng không ạ? Và dòng hoa này rất là khỏe, dễ chăm sóc và cực kỳ là đẻ nhánh, rất là nhanh, phù hợp với anh chị em mới tập chơi. Và nhân dịp năm mới, gia đình em Thảo bán trên quý khách hàng với giá chỉ có là 180.000 một chậu. Đó, khoảng từ 3 cho đến 4 thân, rất là xinh xắn và dễ thương, mua 2 chậu là 350 nhé cả nhà nhé. Hàng hiếm dành cho người sành chơi, đó chính là ngọc trai đen hay gọi là thiên nga đen. Một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng trên thế giới bởi màu đen tượng trưng cho sự vĩnh cửu và huyền bí. Và ngọc trai đen này có mặt bông cực kỳ là độc đáo bởi màu đen tuyền mà ít loại lan nào có được đúng không ạ? Và hàng của gia đình em Thảo là hàng đã thuần tại Việt Nam được gần 2 năm rồi, nên là cái độ thích nghi môi trường nó sẽ rất là phù hợp. Kể cả ngoài Bắc và ngoài Nam thì cô chú anh chị mua về thì chúng ta đều thuần được. Hoa của nó nở vào mùa xuân và hiện tại thì cây đã thắt ngọn chuẩn bị chất dinh dưỡng cho mùa hoa và cho cây con mùa tới đấy ạ. Và em Thảo đã phun thuốc kích hoa rồi, nếu mà anh chị em mua về thì chúng ta có thể là mua thêm cái thuốc kích hoa này về để chúng ta kích hoa đúng không ạ? Đó, hoặc là có rất là nhiều những cái loài lan khi nở vào mùa xuân thì chúng ta cũng bắt đầu kích hoa được rồi. Với mặt bông cực kỳ là xuất sắc như vậy thì cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Em Thảo bán với giá rất mềm 470.000 một chậu, mua 2 chậu là 900.000 nhé cả nhà nhé. 470.000 một chậu, mua 2 chậu là 900.000. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu và có cây nào đã có nụ rồi đấy cả nhà. Đó, đây đã có nụ này, có cây này. Nhưng mà chỉ có 1-2 cây nào có nụ thôi. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình rất là đẹp ạ. Và đặc trưng của cây phi điệp lá mít hòa bình đó chính là khi mà cây trưởng thành, nó có thể to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt. Và lá của nó thường sẽ xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác này. Chúng ta mua về chúng ta so sánh và chúng ta sờ thôi là chúng ta biết là cái lá của nó dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Đây em lấy ra như này thì cả nhà vẫn nhìn thấy rõ hơn này. Mỗi một chậu của nó cao khoảng từ 25 cho đến 35cm. Tri ân quý khách hàng để chào đón năm mới, gia đình em Thảo bán giá 250.000 giảm xuống còn có 220.000. Mua 2 chậu thì gia đình em Thảo bán với giá là 400.000 nhé cả nhà nhé. Xinh cực là xinh và dễ thương luôn ạ. Hàng đẹp lắm, cô chú chị nào mà yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta chơi thân. Đấy, chơi thân đã được ghi là mến luôn đúng không ạ? Và cái bông của nó đấy ạ, cái bông lá mít hòa bình này, cây lá mít hòa bình này nó sẽ dày dặn và nở được rất là lâu này.
Nhìn cái lá này, lá giống như lá nhựa, rất là yêu luôn. Đó, số lượng thì em Thảo không có nhiều, nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Phi điệp lá mít Hòa Bình 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000.